À, các bạn. Hôm nay mình sẽ thả con diều đồng quê mét 6 cho các bạn xem nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Đồng quê đấy. Đẹp không các bạn? Mét 6. Tí nữa sẽ buộc cái đầu sáo của nó vào. Đây, buộc cái đầu để cắm sáo vào xong rồi sẽ đóng quả sáo. Giờ đang chưa biết có quả nào nó vừa mới cả cái áo này. Chưa biết có quả sáo nào để vừa mới. Ơi, giờ phải đi kiếm quả sáo nào nó để nó vừa quả áo này rồi. Các bạn nhìn chưa? Giờ sẽ vào kia để đóng cái sáo nhá. Mình tìm xem có con sáo nào để vừa mới cái ai này nhá. Mình nghĩ hôm nay chắc không có bộ nào vừa với cái diều này. Người ta có tiền người ta bảo gì chẳng phải nghe. Siêu diều với siêu sáo. Chứ quả sáo của Nghĩa test con nhỏ là chỉ cần tháo quả to này ra là dùng mấy cái trên này cũng được, là vừa tầm. Mỗi tội kêu không biết nó có to hay không. Từ từ bỏ em thả lỏng ấy. Xong rồi. Đây cả. Kệ thôi, con thế này được rồi. Rồi xong rồi đấy các bạn. Giờ sẽ con gì? Đấy, con dây bé bé vàng vàng ở đây này. Xong rồi đấy các bạn, giờ sẽ đem đi nhá. Vài đây được quá. Cần gì đây cũng nên được mà. Đấy, đấy, đấy. Xì. Giờ cho con này lên nhá. Bây giờ cũng không có gió gì đâu, nhưng mà thôi cứ kệ mày, cứ đem thả bừa đi. Lên hay không lên thì... thả bừa đi. Ok anh em, giờ sẽ cho con này lên cho các bạn xem nhá. Nó cũng chả có gió đâu. Thôi, chả thấy gió máy gì cả. Cầm giật xuống em ạ. Giật đi, cứ giật mạnh lên là được. Xuống, giật mạnh là xuống. Úi dồi ôi. Ai đổi xong không? Gió này thì chắc chưa lên được. Giờ tháo ra làm đẹp cho nó tí. Sơn với cái lan của nó cho nó bóng bẩy tí. Mày làm gì mày gắt gỏng đấy, mang cái bộ mét 6 ra để sơn. Ôi trời ơi. Mét sơn cho nó cái bộ mét 6 này. Cho lan nó đẹp đi. Mẹ trông thôi nhiều phết nhở. Nhìn thế thôi. Tám lan. Tám lan.
giờ sơn lại cho nó đẹp rồi bắt đầu là đấy. Sơn lót thì phải ráp. Sơn xong bắt đầu ráp á? Ráp xong lại sơn lót xong bắt đầu sơn lót. Cầu kỳ phết nhỉ. Ok, thôi thế sẽ dành phải để video lần sau thả cho các bạn vậy. Ôi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh. Nếu mà các bạn xem mà cảm thấy video hay thì các bạn cho mình xin một nút like. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.